cái nồi này là nồi giữ ấm giống như bên kia kìa, họ không muốn ăn nguội đâu nên là họ phải để một cái bếp bên dưới cho nó nóng mãi. Chai tôi sang lái là wow, cái cái cua là cái gì, cái gì à, hổ ta à. Hôm nay của mình toàn gia cũng nhiều người đó, cái này là cái to lớn của cá, oh, một cái cua cua. Mẹ đây là nồi canh cá này, họ để vào cái nồi to chưa? Vâng. Chén rượu họ cũng mang lên luôn. Wow, 好香啊！我们一起先干一杯吧。我们第一次两边清叉，一起吃一顿饭，好？好。谢谢。Yours。好。干杯！干杯！干杯！干杯！哟。跟ấy chú bảo là hoan nghênh bố mẹ đến Tín Dương. Chào mừng bố mẹ đến Trung Quốc. Chúng ta Việt Nam nhân là hơ quán rượu, rồi hơ xí quan mua sầu. Hơ y bê, mua sầu y tư. Hẳn yên, hẳn yên, nhưng mà cũng nâng mua. Bây giờ mày biết tại sao người Trung Quốc người ta không bắt tay chưa? Vì cái bàn nó to thế này làm sao bắt được ở đối diện. À, ba ăn thử cái sườn dê để xem. Vâng. Sườn dê à? Vâng. Ngon không ba? Ừ. Ngon. Ăn 5 cân gì đang dưới. Vâng. Oh, 他说很好吃，只是有一点多辣椒。菜又上来了，今天我们还继续点了梅菜扣肉，等一会给爸妈继续吃。嗯，我们呢两边亲家一起干一杯。我爸妈说越南的冯叔是第一次两边亲家见面会一起干一杯。然后握手，握手，握手，摊开来，握手，啊，滚开，握手，来干杯，啊，握手，握手，翻译啊。飞不了。
đấy, tôi chỉ kiến là sửa lâu rồi. Và là những trong những cái năm dịch ra các thứ đấy, anh Lưu vẫn đi sang Việt Nam, thế sau đó đi đến giờ con về nhà mình bán rất là vui. Mẹ bảo gạo này ngon không? Không. Gạo Đông Bắc đấy. Không. Tông phải cho mì phan mà sữa hẳn hảo sữa. Hôm nay mẹ thích ăn nhất món nào? Món nào cũng đều đều. Ava thì ra Ava thích ăn món nào nhất? Trong bữa thì món nào cũng đều đều, nó kiểu ngon ngon, làm nó đều đều. Rau muối xào ở nhà thì thấy cũng kiểu như thế, thấy ngon. Này, ai phải uống thử cái canh cá này xem. Cái cá này là đặc sản của Tín Dương đấy. Uống canh ấy, cả canh nó cũng ngon. Bố bên cha tôi chưa ăn là, hiện tại tôi về đi rồi. Có một số món không ăn được, chúng ta có thể chuẩn bị về. Bye bye.